Chào mừng em xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh xe tải của em Tuyến nha quý vị. Hiện tại thì sau khi đã nghỉ Tết Nguyên Đán 2024 bên công ty ô tô Phú Mẫn em vừa mới có chương trình khai lộc đầu xuân 2024 năm xuân Giáp Thìn với các cái chương trình khuyến mại dành riêng cho các mẫu xe tải rắc. Và hiện tại thì thời điểm này tháng 2 năm 2024, sau khi ăn Tết xong thì quý khách hàng có thể lựa chọn đặt cọc mua xe các mẫu xe tải rắc với các phiên bản N200S, N350S, N6, N500, N650, N800, N900 thì quý khách hàng sẽ được khuyến mại, chương trình khuyến mại rất là tốt mừng xuân. Đấy nên là khi bạn em đặt cọc mua các con xe rắc này tại công ty ô tô Phú Mẫn Đồng Nai em sẽ được khuyến mại 10 triệu đồng để mừng xuân anh em ha, trong thời hạn là tháng 2 năm 2024 đó. Và như vậy thì hiện tại trong thời điểm năm 2024 khi anh em khách hàng mua xe trong tháng 2 này đặt cọc tại công ty ô tô Phú Mẫn Đồng Nai em sẽ có chương trình giảm giá đấy lên đến là 10 triệu đồng thì với tất cả các mẫu xe tải rắc đấy. Rồi như vậy thì anh em cần đầu tư các mẫu xe từ 1 tấn 9 đến 9 tấn của riêng dòng rắc thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với em Tuyến theo số điện thoại em để trên màn hình là 0584 413 623 hoặc là 0933 868 030. Em Tuyến sẽ hỗ trợ cho anh em về các cái thông số xe, giá cả xe, chương trình khuyến mại, thời gian giao xe và các cái màu phiên bản thùng và các màu sơn xe mà quý khách hàng cần ha, để có thể phục vụ cho anh em công việc vận tải trong đầu năm 2024 này nhé. Đó, và hiện tại thì trên màn quý vị là các mẫu xe tải rắc N350S phiên bản máy Cummins, tải trọng là 3 tấn 49, kích thước lọt lòng thùng dài là 4m38 ha, 4m38. Đấy, ở đây thì tại công ty ô tô Phú Mẫn em đang có rất là nhiều xe. Anh em có thể lựa chọn phiên bản xe rắc N200S với tải trọng 1 tấn 9 để phục vụ đi các cung đường cấm tải 2 tấn hoặc là đi vào thành phố giống xe thùng kín này. Hoặc là anh em có thể lựa chọn các cái phiên bản xe rắc N350S là 3 tấn 49 thùng bạt, thùng kín đều có sẵn tại công ty ô tô Phú Mẫn ha. Thì hai con xe rắc N350S và N350S này, 200S và N350S thì với các phiên bản tải trọng dưới 3 tấn rưỡi như thế này thì anh em có thể sử dụng bằng B2 để lái xe. Thứ hai nữa thì hai con xe này thì đều có thiết kế cabin, khung gầm, cầu lốp, động cơ là như nhau. Chỉ khác nhau về phần tải trọng là 3 tấn 49 và 1 tấn 9 thôi ha. Như vậy thì tùy theo nhu cầu anh em có thể lựa chọn cái mẫu xe nào để phục vụ nhu cầu vận tải cho mình cho nó hợp lý ha. Đấy, và kích thước thùng và kích thước xe thì đều hoàn toàn như nhau hết. Đấy, giá thành thì như nhau luôn. Anh em cứ liên hệ với em Tuyến sẽ hỗ trợ cho anh em ha. Hiện tại thì giá xe đang rất là tốt và chương trình thì đang có thêm chương trình là khuyến mại thêm 10 triệu khi khách hàng mua xe trong tháng 2 năm 2024 này để mừng xuân anh em. Như vậy thì anh em có thể xem và đầu tư trong thời điểm này. Đó, với con xe rắc N350S máy Cummins thì chúng ta sẽ được thiết kế độc trang bị cabin vuông này. Cabin vuông này, N350S thì chúng ta sẽ được trang bị động cơ Cummins. Hay logo Cummins ở đây. Đấy, gương hộp 2 tầng trên dưới, quan sát rất là tốt luôn. Đấy, xe để có màu trắng, màu xanh và các cái phiên bản màu xanh ngọc mới như thế này anh em có thể lựa chọn. Thùng thì hiện tại con xe này thì được đóng thùng là thùng bạt tại công ty ô tô Phú Mẫn với thiết kế hai khoang bự ha. Đấy, hai khoang bự thì chúng ta có thể mở được xuống phía dưới, còn phía trên chúng ta sẽ xài là vị chết ha. Đó, rồi còn phần phía sau thì chúng ta sẽ có một bựng mở xuống và hai cửa mở ra hai bên ha anh em. Đây là phần sau xe, kệ sau thì làm rất là lớn này. Đó, rồi anh em thấy thì thùng thì sẽ được trang bị bẹt ba mảnh như thế này cho phiên bản thùng bẹt luôn ha. Xe có sẵn tại Phú Mẫn luôn. Rồi thùng này thì được công ty ô tô Phú Mẫn đóng thùng ha, cho nên anh em thấy này nhìn xe rất là vuông vức và chắc chắn này. Đó, bản lề trụ đấy, được làm rất là tốt, rất là đẹp luôn. Rồi anh em có thể lựa chọn thùng tiêu chuẩn nhà máy thì chúng ta sẽ có lập logo, dập logo rác ở đây. Còn nếu mà anh em lựa chọn thùng Phú Mẫn như thế này thì anh em thấy là cái gân này được dập nổi nhiều hơn, như vậy thì làm cho cái phần vắt bự cứng hơn và anh em nhìn thấy là nó sẽ chắc chắn và cứng cáp hơn ha. Đó, thì tùy theo anh em có thể thích cái phiên bản nào thì anh em có thể lựa chọn ha. Đó, còn anh em nhìn thấy không, nếu mà anh em lựa chọn cái thùng nhà máy thì nó sẽ như thế này này, giống như con xe rắc N900 này ha, sẽ có cái chữ rắc dập nổi như thế này. Đó, đấy, còn thùng thì sẽ dập ít sóng hơn là cái con xe thùng Phú Mẫn hơn. Đấy, đấy, thì hiện tại thì giá thành của các con xe này đang rơi vào tầm khoảng đâu ngoài 400 triệu để lăn bắn cho các con xe 1 tấn 9 và 3 tấn rưỡi N200S và N350S. Đó, như vậy thì anh em có quan tâm cần đầu tư có xe rắc tải trọng 2 tấn mà 1 tấn 9 hay 1 tấn 9 3 tấn rưỡi thì anh em có thể lựa chọn cái mẫu xe rắc máy Cummins này. Thứ nhất là xe được bảo hành 5 năm, thứ hai thì giá thành được tốt, thứ ba thì với con xe này thì anh em có thể mình sẽ hỗ trợ cho anh em vay vốn trả trước vay được 75% hoặc 80% tùy theo nhu cầu của khách ha. Và trả trước cho con này nó loan qua được khoảng từ 100
100 triệu cho đến 130 triệu ha anh em. Đó, xe thì có sẵn tại công ty Tô Phú Mẫn hết. Đấy, xe thùng bẹt thùng kín. Đấy, anh em mà có đi ngang công ty Tô Phú Mẫn xuyến Đồng Nai có địa chỉ là số 112 đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, với hai tỉnh Đồng Nai, thì anh em có thể thấy bãi xe công ty Tô Phú Mẫn xe rắc N350S 3,5 tấn rất là nhiều ở bên kia ha. Đấy, xe đang trưng bày bên góc kia rất là nhiều luôn. Đấy, không thiếu xe cho anh em nha. Đây mình đang quay mấy xe sẵn ở đây cho anh em thôi. Đấy. Như vậy thì anh em cần đầu tư thì cứ liên hệ với em Tuyến theo số điện thoại em bị trên màn hình là 0584413623 hoặc là 0933868030. Em Tuyến sẽ hỗ trợ cho anh em đầy đủ thông tin chi tiết về các mẫu xe này, thời gian giao xe, hồ sơ cần vay vốn, chương trình khuyến mại và giá cả trong tháng. Mình sẽ cập nhật liên tục cho anh em ha, chuẩn nhất cho anh em luôn. Đấy, tới đến đây thì em Tuyến xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video sau và hẹn gặp lại anh em tại công ty Tô Phú Mẫn Đồng Nai ha. Và đến đây thì em Tuyến xin chào ạ.